Ở trên những triền núi cao của tỉnh Bắc Cạn, bao đời nay cây lá ngón luôn là nỗi ám ảnh cướp đi bao mạng sống. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, nhiều người do nhận thức còn hạn chế đã tìm đến lá ngón để giải thoát. Những câu chuyện đau lòng trong phóng sự sau tại huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn như là một hồi chuông cảnh báo về thực trạng đáng buồn này. Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con chỉ vì mắng con gái 14 tuổi trông em không cẩn thận để em bị ngã. Chị Dê vĩnh viễn mất đi đứa con thân yêu. Chị không ngờ rằng vì những lời nói của mình mà con gái tìm đến lá ngón để quyên sinh. Tôi mắng nó sợ, nó tự đi ăn lá ngón. Sau khi ăn về nó ngủ với bà nội, thấy nó kêu khó thở. Bà hỏi nó ăn lá ngón à, nó gật đầu. Bà nội đưa đi cấp cứu ở trung tâm y tế huyện, đi đến nơi thì chết rồi. Trong căn nhà nhỏ ở xã Xuân La, huyện Bắc Nạm này, nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha, vẫn chưa nguôi ngoài. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong nhà, người đàn ông 46 tuổi đã tìm đến lá ngón và ra đi mãi mãi. Cuộc sống vốn đã vất vả, nay mất đi trụ cột gia đình, những người ở lại càng thêm khó khăn. Lúc em chưa về ở đây thì ông cũng đã ăn 2-3 lần rồi. Sau đó em về lấy chồng được 6 năm. Sau là năm ngoái thì ông lại ăn lần nữa. Lúc kia là ông đi chợ về, xong là ông say rượu, xong là ông cứ nói là các mẹ con không thương ông, xong là ông chết thì sướng hơn. Cây lá ngón được xếp vào danh sách thuốc độc bảng A, ăn 3 lá có thể tử vong. Ở những bản vùng cao của huyện Bắc Nạm, cây lá ngón mọc ở khắp nơi, dọc bên đường hoặc ngay sát nhà. Hầu như năm nào ở huyện vùng cao này cũng xảy ra vụ tự tử bằng lá ngón, hay ăn nhầm lá ngón dẫn đến tử vong. Những giọt nước mắt của người mẹ thương con, người ra đi vì lá ngón để lại nỗi đau khắc khoải cho những người còn sống. Và ở trên những triền núi này, lá ngón thực sự là một nỗi ác mộng bao đời nay.